Rồi, hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay mình rất là nghiêm túc, tại vì hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề, đó là mua xe phân khối lớn cũ như thế nào và làm cách nào để đi xe phân khối lớn tiết kiệm và về cái giấy tờ đó. Thì đây là cái kinh nghiệm của Minh đã từng trải và Minh chia sẻ cho anh em. Cho nhiều anh em nói là Minh hướng dẫn Minh là kiểu như là dạy đời anh em, không có nha anh em. Thì đây là một cái clip để mình hướng dẫn anh em, những anh em chưa biết thì sẽ biết ha. Thì điều đầu tiên mình nói trước đi, điều đầu tiên là Minh sẽ nói trước về cách mua xe phân khối lớn cũ. Thì đây, thì ví dụ đây ha, thì mua xe phân khối lớn cũ á, thì anh em phải cần coi rất là nhiều thứ. Mà cái điều đặc biệt nhất của anh em là, điều đặc biệt thứ nhất là phải nhờ người uy tín hoặc là người có am hiểu về chiếc xe đó để mình đi coi xe. Thì coi thì cũng dễ thôi. Trước mắt là mình coi dàn ngoài nè, đó. Rồi mình coi dĩa thắng nè, coi vỏ nè, coi nhông sên nè, rồi coi máy móc nè, coi ốc ác. Thì nói thẳng với anh em luôn, thì Minh vẫn có hỗ trợ, Minh đi coi cho một số anh em. Ví dụ Minh bán xe cho những anh em mua xe chỗ khác, Minh có thể hỗ trợ một vài anh em thôi, chứ nhiều quá Minh không có thời gian nha. Thì những người tốt nhất là anh em kêu những người mà đã từng trải rất là nhiều về cái dòng đó. Ví dụ đây là cái dòng Z800, thì anh em nên nhờ những người mà họ đã đi nhiều Z800 rồi, họ rành về chiếc Z800 rồi, thì họ sẽ đi coi được cho anh em. Chứ mà anh em đi kêu một cái người mà chơi Ducati qua coi dùm anh em chiếc Z8 thì nó cũng không có am hiểu bằng. Cách tốt nhất là kêu những người ta chơi dòng đó rất là xịn sò, thì người ta coi rất là nhanh ra. Hoặc là anh em có quen biết ai, dù anh em mua Z8 đi, anh em quen biết ai có một chiếc Z8 mới, anh em chạy thử chiếc Z8 mới rồi anh em lên lại chiếc Z8 cũ, thì anh em sẽ biết nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào, nó khác cái dãy mới như sao, nó còn bao nhiêu phần trăm. Chứ mua xe anh em á, đừng có tập trung quá nhiều vào cái phần odo của đồng hồ xe. Thì nhiều cái chỗ người ta tua đồng hồ nó cũng không chính xác, chủ yếu là dàn ngoài và cái cảm giác lái nó như thế nào so với cảm giác xe mới nó ra sao, thì mình lựa chọn mình mua con xe đó. Thì tốt nhất thì anh em phải chọn những nơi uy tín và những nơi có chịu trách nhiệm trước cái con xe của mình. Ví dụ con xe đó có lỗi, người ta chịu trách nhiệm, người ta nhận lại thì ok, được đó. Thì những anh em mà mua xe cũ thì đa phần là sao, là những anh em mình á chỉ có nhiêu đó tiền thôi. Thì anh em mình muốn có con xe để thỏa mãn đam mê thì mua được cái con xe á, như Minh nè. Mình muốn anh em mua một cái con xe về là chỉ đi thôi, không có cần sửa chữa gì hết. Cái đó là cái tính chất của mình muốn như vậy. Nhưng mà lâu lâu cũng ba đồ điện tử mà, ví dụ lâu lâu mấy cái bóng đèn nó cũng lâu lâu chập chờn à. Đó, mấy cái đồ điện tử rồi máy móc thì không sao, lâu lâu nó cũng bị lỗi, một số lỗi nhỏ nha, chứ không phải là mua xe bên Minh là 100% là xe như mới đâu. Lâu lâu mấy cái đồ điện tử này trong hãng mà nó còn bị lỗi, mà ví dụ như R15V3 chẳng hạn, thì cái lỗi nó là xì phuộc đó. Xì nhất chỗ phuộc này đó, thì những con xe hãng mà còn có lỗi mà huống chi mà xe cũ, thì Minh cố gắng fix hết mức có thể cho anh em thôi. Rồi, tiếp theo là đi xe phân khối lớn sao cho tiết kiệm. Đi sao cho tiết kiệm thì anh em, trước khi mà anh em muốn sở hữu mỗi con xe con tay thì anh em phải mua thêm một chiếc tay ga hoặc là một chiếc xe nhỏ để anh em đi ha. Thì những con xe này thì để lâu lâu anh em lấy đi cà phê, cà pháo với bạn bè thôi, hoặc là đi tour. Chứ anh em sử dụng nó đi lại hàng ngày rất là cực, rất là bất tiện luôn. Ví dụ anh em muốn chở người phía sau, hoặc là ví dụ trời mưa thì nó rất là khó chịu, nó rất là bất tiện. Những cái bất tiện của nó là không treo được đồ và không có cớp bỏ đồ, nó rất nhiều thứ. Đó, cái hay của nó là chỉ có âm thanh bốn máy thôi và nó ngầu. Thì anh em muốn mua những con xe này thì anh em phải có một chiếc xe nhỏ để dự phòng, thì đi rất là tiết kiệm luôn. Ví dụ như Minh đi, công việc quá nhiều, nửa tháng hoặc một tháng mình mới chạy được một lần, thì hả, bảo dưỡng đâu có bao nhiêu đâu, bảo dưỡng không bao nhiêu tiền, nó rất là rẻ luôn. Chạy tháng mình tốn đâu có mấy trăm ngàn nè, tại mình chạy rất là ít, tùy theo điều kiện anh em chạy nhiều hay chạy ít nữa. Còn mà anh em chạy nhiều á nha, mình khẳng định cho anh em một câu luôn, ví dụ như tầm Z8 này thôi, cho nó dễ, ví dụ Z8 với 1.000 thôi, còn H2 á thì nó xa vời quá rồi, nó là super chẹt, nó nằm ở vị trí khác. Mà anh em đi hàng ngày nha, đảm bảo nó tốn tiền hơn là nuôi một chiếc Innova nữa. Innova 7 chỗ tốn tiền hơn là nuôi một chiếc Innova luôn nha, khẳng định luôn, nó rất là tốn, nó tốn nhưng mà nó bất tiện, nó không được chở được nhiều người đó. Thì anh em để đi cà phê, cà pháo đồ, đi tour đồ thì rất là ok. Đó là một cách tiết kiệm, đó là cách tiết kiệm của mình chia sẻ lại cho anh em. Với lại cách tiết kiệm nữa đó là anh em đi mua xe về á,
thì anh em bảo trì bảo dưỡng nó thường xuyên, chứ đừng để nó hư rồi mới sửa thì đó sửa rất là chát. Ví dụ ha, ví dụ ở đây thì anh em bảo trì bảo dưỡng nó là như thế nào, thì anh em như ví dụ như cặm sên đi, nhông sên đĩa đi, thì anh em cảm thấy nó dơ thì anh em mua dung dịch vệ sinh sên, rửa sên về anh em rửa cho sạch sẽ thì nó sẽ lâu hư hơn là anh em đi bỏ không, nó bỏ sên đó, bỏ gì đó đi thì nó sẽ mau mòn hơn. Hoặc là anh em thay nhớt đúng thời hạn, thay bugi đúng thời hạn thì xe mình nó sẽ chất lượng hơn, nó sẽ ok hơn nha anh em. Cái quan trọng là mình bảo dưỡng bảo trì nó đúng cách thì xe mình nó sẽ tiết kiệm hơn. Đây con chó rất này, đây con chó này là anh của mình thấy nó bị tai nạn ở ngoài đường, nó thấy tội quá cho nên mới đem nó về chữa trị, bác sĩ băng bó bó bột là hết 6-7 triệu luôn á, mà còn dơ showroom nữa. Nhưng mà thôi cứu nó chứ không ai cứu nó là bữa đó nó chết rồi đó. Rồi hồi nãy giờ mình nói về bây giờ cái tiếp theo đó là về cái giấy tờ xe, cái giấy tờ thủ tục mua xe cũ làm sao. Mua xe cũ nó chỉ phức tạp ở cái khúc mà anh em rút gốc thôi, rút gốc khi anh em ký mua bán, còn khi mà anh em ký ủy quyền ở đây mình có một cái bản ủy quyền nè đó, thì khi mà anh em ký ủy quyền á, cái bản ủy quyền là tới 10 năm và anh em á cầm cái tờ giấy ủy quyền này anh em có thể ký mua bán với người khác được, ký mua bán được. Ví dụ anh em đi xe chán đi, anh em ký ủy quyền thì đây là cà vẹt chủ cũ và cái biển số chủ cũ đó, thì anh em cứ đi bình thường. Lỡ mà anh em làm mất cái cà vẹt thì anh em có thể lấy giấy ủy quyền này anh em đi làm lại cà vẹt mới được nha anh em. Và cái giấy ủy quyền này khuyên anh em luôn, không được đem nó đi ra đường nhiều, tại vì nó sẽ hư và sẽ mất. Anh em khi mà đã ký ủy quyền xong là anh em chỉ để cái tờ giấy này ở nhà, để trong tủ cất kỹ, đừng có để mất nó. Ví dụ lỡ trường hợp xấu đi thì anh em làm mất thì mình sẽ lên cái địa chỉ này, ví dụ cái địa chỉ giấy này á là nằm ở văn phòng công chứng Lương Khánh Linh, thì anh em phải tới văn phòng công chứng đó, anh em xin là chích lục, đưa cái chứng minh nhân dân của mình với cái cà vạt, xin là chị ơi em muốn chích lục lại cái bản ủy quyền này tại em là mất, thì người ta sẽ chích lục cho anh em đó. Còn bình thường thì anh em hãy cất nó, cất cực kỹ luôn, chỉ cầm cái cà vạt đi thôi là được nha anh em, thì được 10 năm. Và anh em ký ủy quyền thì anh em có thể ký mua bán với người khác được. Khi anh em muốn bán xe, ví dụ anh em khi muốn cái bán con Z8 thì anh em có thể ký thẳng mua bán qua cho người khác được. Và giấy ủy quyền này im bệnh, và giấy ủy quyền này á anh em không thể sang tên được, tự ý sang tên được. Anh em muốn sang tên anh em phải ký mua bán nha. Ví dụ mình là người đứng ủy quyền nhưng mà mình không có thể sang tên được đó, thì mình phải ký mua bán với lại mẹ của mình đi, thì mẹ của mình là người mua thì mẹ của mình sẽ ra tên của mẹ mình đó. Còn ký ủy quyền là không tự động ra tên được nha. Rồi tiếp theo là về ký giấy tờ mua bán. Rồi khi mà anh em ký giấy tờ mua bán á thì anh em mới ra tên được đó, là người mua mới đi ra tên được. Và sao ví dụ xe ở tỉnh đi, con xe này biển số Bình Dương mà Minh là người Sài Gòn biển số Bình Dương, thì anh em ký mua bán xong thì anh em đi rút gốc anh em phải chạy về Bình Dương anh em rút nha. Xe này ở Bình Dương thì anh em phải chạy xuống dưới Bình Dương anh em rút gốc thủ tục nó làm sao. Thì rút gốc thủ tục của nó thì anh em cà hai bộ số khung số máy. Cái bộ số khung số máy nãy đâu đưa cho anh em coi, có sẵn nè, đưa cho mấy anh em coi nè. Cà số khung số máy xong rồi tháo cái biển số dưới đây ra nè đó, rồi xong rồi mới bỏ cà vạt này vô, với lại photo chứng minh nhân dân, hộ khẩu photo bỏ vô một cái tập này, bỏ vô hết. Đây là cái số khung số máy, đây qua đây nè, anh em đó cà số khung số máy như gì đó, số khung số máy như gì, xong rồi chứng minh nhân dân, photo, hộ khẩu photo, rồi đem theo bộ gốc luôn nha, đem theo bộ gốc luôn cho chắc, rồi lại cái cà vẹt này nữa, rồi anh em bỏ vô hết một cái tập này, bỏ vô hết tập này với lại cái tờ giấy mua bán, ký tờ giấy mua bán, rồi anh em hiểu chưa, lên cái chỗ công an nộp vô đó, kêu là em rút gốc, rồi xong công an nó sẽ trả giới hạn về, tùy chỗ công an nó sẽ hạn từ 1 tuần tới 14 ngày, thì tới ngày đó anh em lên ký, anh em lấy cái bộ hồ sơ gốc về. Anh em lấy bộ hồ sơ gốc về xong thì nhập rất là dễ, một buổi là xong. Bộ hồ sơ gốc về xong anh em lên cái chi cục thuế nơi anh em ở, ví dụ anh em ở quận 11 thì anh em qua chi cục thuế quận 11, anh em nói là đóng thuế. Và đặc biệt khi mà anh em đóng thuế á, anh em phải photo lúc mà trước mà anh em photo cái cà vẹt này nè, rồi anh em đưa cho người ta nói đây
đây là xe tôi đăng ký, ví dụ như chiếc này đi, chiếc R15 này là đăng ký tháng 10 2019, thì anh em đưa chi cục thuế nói anh em đóng thuế cái xe này với lại cái bộ sơ gốc mà công an hồi nãy trả đó, thì em nói tôi đóng thuế, anh em phải đưa cái photo cà vẹt ra nha, tại vì lúc mà anh em rút gốc là cà vẹt đã trả lại công an rồi, thì đưa đó ra để làm bằng chứng là xe của anh em là năm 2019, không thôi là người ta sẽ tính thuế 2020 sẽ mắc hơn rất là nhiều nha. Anh em mua xe cũ thì thuế nó giảm bớt nha, ví dụ xe này 2019 thì thuế nó thấp hơn, còn 2014, 2013 là thuế nó thấp hơn nữa, nhưng mà mình phải có cái cà vẹt photo để cho chi cục thuế người ta biết là xe nó sản xuất, nó đăng ký năm đó. Thì đó, rồi xong, qua chi cục thuế đóng thuế xong, khi mà anh em đóng thuế xong thì anh em lên công an. Lên công an thì nó sẽ đưa cho anh em một cái tờ khai là anh em đăng ký biển số mới, cà vẹt mới, thì anh em tiếp tục phải sử dụng bộ số khung số máy ở trên đó người ta có cà luôn, hoặc là anh em biết cà thì anh em tự cà, mà phải cà đẹp nha, cà giống như mình cà nè. Anh em ghi một cái tờ khai xong anh em dán vô đó, ví dụ anh em mà muốn đổi màu xe thì anh em cũng dán, cũng ghi vào đổi màu xe. Nói chung lên đó công an sẽ đưa cho anh em một cái tờ khai, khai xong vô đưa cho mấy anh giao thông, rồi mấy anh giao thông ra kiểm xe, thử xe có đúng không, xe có đúng như tình trạng là xem như vậy không, rồi đúng ok, đưa cho anh em cái giấy hạn, rồi xong giấy hạn tới ngày đó, giấy hạn là thay thế với cà vẹt á, rồi bấm biển số, rồi tới đó anh em lấy cà vẹt, tới ngày mà hạn anh em lấy cà vẹt chạy thôi, rất là đơn giản. Cái cực là cực rút gốc á đó, cái cực là cục rút gốc. Rồi tiếp theo là anh em mua xe cùng thành phố thì nó rẻ hơn. Cùng thành phố thì mình chỉ cần sang tên cà vẹt, sang tên cà vẹt thôi, giữ bản số đỡ tốn tiền, nhưng mà cũng phải đóng thuế nha, mà đóng thuế nó sẽ rẻ hơn. Còn đặc biệt mình nói cái này cho anh em, ở thành phố Hồ Chí Minh á, luật mới á, cái biển số cực mắc. Những anh em thành phố Hồ Chí Minh mà mua xe tỉnh á, thì nên ủy quyền đi, lỡ mình thích chiếc xe đó thì mình ủy quyền đi. Chứ mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, ví dụ một chiếc xe 150 thôi ha, R15 thôi nha, xe rẻ thôi đó, mà ở ví dụ ở tỉnh là ở Bến Tre mà rút gốc về thành phố Hồ Chí Minh là anh em đóng thuế tới 2.9 triệu, tiền thuế thông là 2.9 triệu, tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh là mắc lắm. Rồi tiền biển số là 4 triệu, đó là một chiếc xe 150 thôi đó, là tổng cộng á, anh em ra biển số thành phố Hồ Chí Minh là tới gần 8 triệu. Mà khi anh em mua xe ở thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh rất là rẻ, chưa tới 1 triệu luôn đó. Đó là cái khác biệt giữa thành phố Hồ Chí Minh và cái xe biển tỉnh nha. Còn anh em thì ở huyện, mua xe huyện thì thuế nó cũng rẻ rồi, chủ yếu là từ mà huyện với tỉnh, dưới tỉnh mà về thành phố là nó mắc thôi, về thành phố Hồ Chí Minh là nó mắc thôi, nó chỉ mắc như đó thôi đó. Đó thì luật mới hồi đó mình nhớ là 2.5 triệu, nhưng mà bây giờ lên cái bảng số là tới 4 triệu. Rồi thì cái đó là những gì mà mình đã chia sẻ hết về cái thủ tục mua bán xe phân khối cũ, xe phân khối lớn cũ. Rồi thì tiếp theo là sẵn cái này mới nói luôn là chạy xe trên 175cc là phải có bằng A2 nha anh em. Không có là hình như là mình nhớ là phạt 4 triệu, phạt 4 triệu nếu như không có bằng A2. Còn bằng A1 thì sẽ chạy được từ xe 175 phân khối đổ về sau, có nghĩa là từ 50 phân khối trở lên đó. Còn bằng A2 là anh em có thể chạy hết từ xe 50 phân khối trở đi, xe nào xe 2 bánh là chạy được hết nha anh em. Đó, đó là cái về cái bằng lái. Rồi, những anh em có gì thắc mắc thì cứ comment. Còn những anh em mà có am hiểu biết thì hãy trả lời những cái comment đó giùm mình, cho những anh em chơi xe mình có được cái hiểu biết hơn về mua xe cũ. Thì bên mình thì mua xe bên mình thì mình cũng cố gắng hỗ trợ cho anh em những cái khoản về rút gốc, hoặc là hướng dẫn anh em ra tên này nọ. Thì anh em tới đây mua xe là mình sẽ tư vấn hết, khi anh em mua xe là mình hỏi hết á, những anh em mua của mình rồi thì mấy anh em cũng biết ha, thì mình hỏi hết mấy anh em để anh em đưa ra một cái mua xe cái chính kiến về cho bản thân mình. Nói chung là mình sẽ truyền đạt hết ý kiến cho anh mình, ý kiến cho anh em. Nói nhiều quá mà nãy giờ không có miếng nước nào uống hết. Rồi thì những ai mà muốn trải nghiệm á ha, những ai muốn trải nghiệm thì chúng ta khuyên luôn, mình nên ký ủy quyền đi. Ký ủy quyền rồi sau này không thích thì mình tự động mình bán cho người khác nữa, cho đỡ mất công. Đó, còn khi mà anh em nào mà ký mua bán với mình á, lỡ mà mua xe ở mình mà ký mua bán với mình á, mà anh em không có thời gian ra tên đi, mà một thời gian sau anh em muốn bán lại, thì anh em cứ nói mình một tiếng, mình có thể ra hủy cái mua bán đó để ký cho người khác được. Đó, cái đó là mình hỗ trợ anh em. Nói chung là anh em phải tới đây thì không biết gì thì mình chia sẻ trực tiếp nó ok hơn là mình quay trên clip. Có nhiều cái mình không có hiểu mà mình không hỏi được,
nhiều cái mà anh em không có hiểu mà anh em đâu hỏi được qua clip, qua clip sao trả lời, clip là Minh quay một lần từ đầu đến cuối đó, Minh biết cái gì là Minh nói hết đó. Rồi vậy thôi, nãy giờ chắc clip cũng dài lắm rồi á, tại vì Minh thấy Minh nói cũng khá là nhiều. Cảm ơn anh em đã xem clip Minh Biker ha, thì đó là những gì Minh chia sẻ. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp.